bạc từ trong cái gói này nó bay ra đó ông ơi. Theo lời thần núi mách bảo, vợ chồng ông ruộng có được cái chài giả ra bạc vàng, từ đó tiếp tục lấy của cải giúp đỡ những người dân nghèo. Giả tới đâu á thì vàng nó phúng ra tới đó, phúng ra tới đó. Chuyện đến tai Bá Hộ, lão ta tiếp tục bày kế để cướp lấy cái chài thần kỳ. Nhưng kẻ tham lam gian trá liệu có được như ý muốn? Mà cái này là xịn không ông ơi? Đem cái chài ra đốt cho tao. Ông ruộng sẽ làm gì với cái chài đã bị đốt thành tro? Ngươi hãy lấy tro của cái chài đem bỏ vào chậu cây, đã lâu năm rồi chưa ra trái. Mời quý khán giả đón xem Thế Giới Cổ Tích với phần tiếp theo của câu chuyện Chú Chó Tìm Vàng, phát sóng vào 20 giờ Chủ Nhật ngày 22 tháng 9 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.